Vâng, thì hôm nay cái video clip này em Quang sẽ dành riêng cho một số bác ấy có đặt cái siêu phẩm camera ngụy trang một chiếc cốc sạc dự phòng bên em mà các bác vẫn chưa biết làm thế nào để kết nối wifi để xem trực tiếp từ xa điện thoại. Thì hôm nay cái video clip này em Quang sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể các bác cách để các bác thể kết nối với điện thoại để xem trực tiếp từ xa điện thoại và cái một số cái tính năng mà số ít ngoài kia có ai chỉ cho bác nhá. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn luôn đây. Thì dành cho một số bác nào mà vẫn chưa biết về cái dòng camera này thì các bác có thể ghé kênh của em nhá. Đây khi các bác mở hàng về này, đây chính là cái can camera ngụy trong một chiếc cốc sạc dự phòng H12. Nó cấu tạo hoàn toàn như một chiếc cốc sạc đấy, nhưng mà ẩn sâu bên trong nó là mắt camera, nó giúp các bác dễ dàng quay phim ghi lại bằng chứng tìm ra sự thật các bác nhá. Bên dưới đây nó sẽ kèm cho bác một số phụ kiện đấy. Thì sau khi các bác nhận hàng em Quang về rồi sẽ kèm đây là những phụ kiện các bác kèm theo đấy, đặc biệt có sách hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt các bác cách để bác kết nối nhá. Đấy, cái này em Quang có kèm theo đấy, và giấy bảo hành đầy đủ cho bác luôn đấy. Thì khi bác nhận hàng về thì đây nó sẽ đầy đủ cho bác lại đây đó, tất cả những cái đây là nó hiện hành đầy đủ luôn đấy. Thì bác kiểm tra giúp em nhá, khi nhận hàng các bác kiểm tra giúp em đấy. Thì đây là những đầy đủ phụ kiện các bác được kèm theo đấy. Thì đầu tiên em qua sẽ giới thiệu cho bác đây, đây chính là cái chiếc camera ngụy trang một chiếc cốc sạc dự phòng H12 đấy. Đây nó sạc bình thường như bao chiếc điện thoại khác đấy, như đây có mắt camera này đấy. Và cái này, cái con camera này nó có chức năng là quay đêm đó, tức là nó tích mắt 6 mắt hồng ngoại để giúp bác để quay ban đêm với chất lượng vô cùng rõ nét luôn. Và nó có hai chế độ sạc, tức là sạc cắm dây, tức là các bác thể cắm cái sạc vào đây các bác sạc vào điện thoại, hay là bác sạc cảm biến từ, tức là cảm biến từ các bác để cái này xuống này. Nó có dùng cái điện thoại các bác đặt lên đây. Đấy, có một số cái dòng điện thoại mới này thì tự động nó sẽ sạc từ cho bác, từ tính cho bác luôn. Còn một số cái tính năng như là sạc dây ấy, thì các bác cầm dùng cái dây đi, cái dây sạc như thế này đúng không ạ? Đấy, sau đó các bác cắm sạc vào giúp em là nó sạc bình thường nhá. Đấy, đây đó, cắm như này các bác sạc bình thường, tức là nó sạc điện thoại bình thường như tất cả các dòng điện thoại khác. Đây em Quang sạc cho bác coi, cắm như thế này đó, là tự động nó là sạc điện thoại cho bác luôn, thấy chưa? Đó, nó sạc bảo đi như thế rất bình thường như bao chiếc nhá. Ok chưa? Đó, thì bây giờ em Quang sẽ quay vào cái chủ đề chính đây cho bác coi luôn, hướng dẫn nhá. Đây thì khi bác nhận hàng thì nó sẽ kèm cho bác hai cái này đúng không ạ? Hai cái này chính là hai cái mà để các bác che cái mắt này lại, ví dụ như cái này nhá, là bản thân đây là cái mắt camera đúng không các bác ạ? Thì các bác dùng cái này các bác bóc ra, bác bóc cái này ra xong bác dán vào đây giúp em đấy, để nó che cái bộ phận mắt này giúp em, thấy chưa? Tức là nó che lại mà nó quay camera cho bác luôn, thấy không? Nó rất là kín đáo và bí mật các bác nhá. Đấy, đường sau này nó cũng như thế các bác nhá, đường sau này nó cũng như thế, tức là ở đây nó sẽ có cái này, thì các bác chỉ cần lấy cái này thôi đấy, các bác bóc bóc cái keo này bác dán vào đây đấy, để che tất cả những cái nào hay thẻ nhớ các cái đồ cho bác luôn, rất tiện ích. Đó là em hướng dẫn cho các bác cách đấy. Thì đầu tiên để thiết bị nó hoạt động và khởi động lên đấy, thì các bác lưu ý giúp em, các bác lắp vào đây cho em một cái thẻ nhớ, tức là cái thẻ nhớ nó hỗ trợ thẻ nhớ để làm gì, để nó lưu trữ lại những cái video cho các bác đấy. Đây bây giờ lắp thẻ nhớ vào thì cái này nó hỗ trợ lên thẻ nhớ 128GB. Thì các bác có thể lắp vào đây là 32GB hoặc 64GB tùy cái mục đích của các bác sử dụng bao lâu đấy. Thì bây giờ em Quang lắp vào đây một cái thẻ nhớ cao nhất đấy. Lắp thì các bác phải cho cái mặt đồng này. Các bác lưu ý giúp em nhá, là lắp mà tắt thẻ nhớ trước khi khởi động thiết bị nhá. Có một số bác là lắp thẻ nhớ sau khi khởi động thiết bị, lắp thẻ nhớ vào cháy thẻ nhớ các bác nhá. Nó không hư thiết bị như cháy thẻ nhớ đây. Thẻ nhớ là bác cho mặt đồng úp vào cái phần dây sạc đây, cái chân sạc này. Cái chân sạc cho cốc sạc luôn đấy, các bác hiểu không? Đấy, thì các bác cho các mặt đồng úp vào cái chân sạc, bác đẩy vào giúp em đây. Ổ khai thẻ nhớ. Sau đó các bác nhấn nghe tạch cái giúp em. Đó, nghe tạch cái này là nó bật lắp thẻ nhớ rồi. Đấy. Thì công việc của bác thì bây giờ bác chỉ cần dán cái này, bác đóng nắp vào giúp em. Đấy, cái này đúng không? Bác đóng nắp vào, bác che tất cả vào bộ phận này giúp em. Ok chưa? Đó, bác bóc cái này ra nhá. Đấy. Em nếu bóc để em qua hướng dẫn cho bác luôn. Đấy. Đây là cái chỗ sạc các bác biết rồi. Đấy. Cái này là cái nút khởi động đây này, các bác nhấn giữ đây. 3-5 giây là bắt đầu khởi động và 3-5 giây là tắt đi ở đây. Đấy. Đây là cái đèn báo hiệu. Ở đây là cái nút đèn để báo phần trăm pin này. Các bác giữ đây. Thì nó báo phần trăm là cái này là bao nhiêu phần trăm pin ở trong đây. Cái này em làm biếng chưa sạc đấy. Đấy bác nhá. Đó là những cái chi tiết. Còn ở đây là cái đèn báo này, ở đây là cái chỗ reset lại này. Nó có hai cái lỗ nhỏ và cái lỗ reset bằng cái lỗ báo đèn. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ bật lên và em Quang test thực hành thực tế luôn. Hãy bật khởi nguồn cho bác giữ đây giúp em. Đây. Giữ đây nhá. Đấy, bác giữ đây. Đấy. Thì ngay lập tức đây cái đèn này nó báo sáng lên, có hiểu không? Đấy, nó báo sáng cái đèn lên như thế này nhá. Đấy. Là bắt đầu thiết bị nó khởi động. Đấy. Các bác nhìn này, nó đang đèn đỏ đúng không ạ? Các bác chờ cho nó cả đèn xanh nó sẽ qua hai đèn nó sáng lên. Cái này nó mới bắt đầu khởi động thôi. Các bác chờ đó, nó có đèn xanh nhấp nháy gì không? Nó đèn xanh đèn đỏ báo lại là lúc đó là bắt đầu thiết bị nó khởi động. Thì để cho chắc chắn, bởi vì thường khi bên em Quang mua về đó, đặt hàng gửi cho các bác đó, thì thường bên em Quang sẽ test hàng và em Quang kết nối trước khi gửi cho bác, nên là để tránh nó đang nhớ cái wifi của gia đình các bác hoặc nhà em, thì các bác nên reset lại là bác chuẩn bị cho em một cây dập sim. Đây là cái nút reset này, bác hiểu không? Đây là cái nút reset này, cái lỗ này
cái lỗ bé tí ở đây có nhìn không, đây là cái lỗ reset này đấy. Các bác chỉ cần chọc vào đây các bác giữ từ 3 đến 5 giây à, hiện tại đang đèn đỏ và đèn xanh, các bác chọc xong bắt đầu nó chuyển sang cái đèn đỏ là được đấy. Các bác nhấn vào giống như là giữ xin các bác nhìn nào, đó nó chuyển sang một cái đèn đỏ đứng im là bắt đầu nó tắt đi, bắt đầu các bác chờ cho nó khởi động lại. Các bác lưu ý reset là trong cái trạng thái là thiết bị đã khởi động các bác nhá. Đấy, là các bác tự động nó khởi động lại, nó sáng đèn lại là bắt đầu thiết bị nó khởi động. Đấy bây giờ nó khởi động lại. Tức là reset lại đặt lại từ đầu giống như điện thoại đấy các bác nhá. Đấy. Ở đây là đây cái thông số nó là 8000 pin, nó sạc bình thường. À có một số bác là bảo đây nó dơ, nó không phải là dơ đâu, nó dày sức đâu. Các bác nhìn này, có một số bác đây là có một bao ni lông, bác hiểu không? Các bác cần bóc nó ra. Đây bác nhìn lưu ý giúp em này, em phải làm chi tiết. Có một số nhận hàng các bác bảo là cái này giống đồ cũ, không phải đồ cũ bác nhá, cái này là cái siêu tơ bóng các bác nhá. Đấy chưa? Cái này chính là cái siêu tơ bóng. Đấy. Và đây cũng có một cái số cái siêu nó như thế các bác nhá. Các bác cần bóc ra giúp em nhá. Có một số bác là bảo là sao mà cũ thế này, không phải cũ bác nhá. Đấy, ok chưa? Đó là bắt đầu thiết bị khởi động. Công việc của các bác bây giờ rất đơn giản thôi. Đấy, các bác chỉ cần lấy chiếc điện thoại đây, này em Quang lấy chiếc điện thoại. Các bác sử dụng cái chiếc điện thoại. Đấy, xong các bác vào điện thoại giúp em. Các bác tải một cái ứng dụng nó tên là Luka. Đây ứng dụng nó tên là Luka. Ứng dụng này nó tên là Luka. Ứng dụng nó tên là Luka nó chưa? Nó trên máy điện thoại này em Quang xóa đi để em Quang tải lại cùng các bác nhá. Xóa ứng dụng để em Quang xóa đi. Đấy, xóa ứng dụng đấy chưa? Xóa ứng dụng bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác tải, các bác tải luôn. Đấy. Thì với cái dòng camera ngụy trang cốc sạc dự phòng này, nó phù hợp với tất cả dòng điện thoại Samsung, Apple, iPhone, nó đều hỗ trợ. Tất cả hệ hoành nó đều hỗ trợ. Thì bây giờ em Quang sẽ làm mẫu chiếc iPhone là cái dòng điện thoại phổ thông nhất. Còn tất cả các dòng máy khác thì các bác làm tương tự Samsung, Apple các bác làm tương tự. Với iPhone thì các bác vào cửa hàng App Store đây. Đó. Còn với Samsung, Apple thì các bác vào cửa hàng Shopify để các bác tải cái ứng dụng. Cái ứng dụng là nó tên là Luka. Đấy, có sách hướng dẫn bên em Quang luôn. Cái ứng dụng nó tên là Luka, nó bằng tiếng Việt các bác nhá. Bên em Quang đây, cái ứng dụng nó tên là Luka là ứng dụng này, có hiểu chưa? Đấy. Và đồng thời bên em Quang có viết trong đây sách hướng dẫn cụ thể bác là Luka, có hiểu chưa? Ở ứng dụng đây nó tên là Luka. Đấy. Các bác vào cái ứng dụng App Store hoặc là CS Play, giống như các bác vào cửa hàng các bác tải Zalo, Facebook ấy, thì đây cũng ứng dụng nó bấm App Store cho em, bấm vào nhá. Đó. Thì đây chính là cái giao diện của App Store đúng không ạ? Giao diện nó như thế này. Đấy. Để tìm kiếm một cái ứng dụng thì nó bấm một cái từ ta tìm kiếm này, có cái loop này, bác chạm vào giúp em. Đấy. Sau đó các bác gõ từ khóa bằng cái thanh tìm kiếm ngang ngang ngang, bác chạm giúp em. Đó, các bác gõ cái từ khóa tên là Luka L này, hai chữ O đấy. Chữ K, chữ C, chữ A, M giúp em, đúng chưa nhỉ? Là cái từ Luka ạ. Sau khi các bác bấm như này, Luka mà L O O K C M đúng không ạ? Sau đó các bác bấm một cái từ tìm màu xanh xanh giúp em này, cái từ dưới này bấm giúp em. Đấy. Là ngay lập tức nó lại loát ra đây cái ứng dụng Luka, bác hiểu không? Đấy. Ứng dụng Luka có logo này màu xanh xanh này. Đấy. Để tải nó về thì các bác bấm một cái đám mây có cái mũi tên này giúp em. Bác nhìn không? Cái mũi tên là đám mây, bác chạm vào đây bấm giúp em. Đấy. Để bác tải nó về giúp em bác nhá. Đấy. Đây là một cái tiện ích tải rất là nhanh. Đấy. Dung lượng rất là nhẹ. Đấy. Tải xong rồi đúng không? Sau đó các bác bấm mở giúp em, bấm một từ mở luôn. Đấy, có từ mở, bấm một cái mở ra. Đấy. Khi bấm mở ra thì nó xuất hiện có một số yêu cầu là Luka muốn tìm và kết nối với các thiết bị trên mạng của bộ của bạn, bấm ok. Đấy. À, cho phép Luka sử dụng vị trí của bạn, các bác bấm vào cho phép khi dùng ứng dụng ngay ở cái dòng giữa này. Đấy. Bấm vào giúp em nhá. Ok, đó. Luka muốn gửi thông báo cho bạn, tức là cái chức năng cảnh báo ấy nó gửi về cho bác ấy, các bác bấm cho phép luôn nhá. Bấm cho phép luôn. Đấy. Như thế này là các bác tải về rồi, các bác thoát ra bấm home, thoát ra màn hình chính giúp em. Đây. Ứng dụng Luka các bác tải về đây. Đấy nhá. Như thế này là bác tải ứng dụng về rồi. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn bác cách để kết nối để xem lên điện thoại. Thì để xem lên điện thoại thì các bác vào phần cài đặt của máy để các bác kết vào phần cài đặt của máy giúp em. Đây, hình máy răng cưa cài đặt của máy này. Đó. Sau đó các bác tìm đến cái mục Wi-Fi. Đây là hình vào Wi-Fi này. Đấy, Wi-Fi này, bác bấm vào. Wi-Fi giúp em nhá. Đấy. Sau đó các bác sẽ nó hiện tại đang kết nối Wi-Fi của gia đình nhà em là Thao, là cái tên Wi-Fi của gia đình nhà em nhá. Đấy. Còn bản thân của cái camera này nó sẽ phát ra một cái wifi cục bộ là từ thiết bị phát ra là cái tên wifi này. Nó là F6 này, bác nhìn không? Nó là F6 này. Đó. F6 F620979 này, tức là vừa dãy vừa số lung tung. Nó không thuộc wifi của gia đình bác, cũng không phải hàng xóm. Đấy, cái wifi này chính từ cái wifi camera này nó phát ra. Bác camera ngụy trang cốc sạc phòng phát ra. Thì để xem từ xa thì bác kết nối wifi của nó trước nhá. Bác bảo chạm một kết nối giúp em, bấm một chạm nhá. Đấy. Các bác chạm một bác chắc chắn là nó là tích xanh đây thì bác mới thoát ra nhá. Đang loát bác đi không? Đang loát này. Đấy, các bác chờ một tí nhá. Nó loát đó, tích xanh như thế này. Và nó hiện là không có kết nối internet đúng không? Tức là cái mạng cục bộ thôi. Cái này nó không thể xem YouTube hay là xem được. Đây là cái mạng cục bộ để xem ở trên kết nối wifi xem cục bộ thôi. Tí nữa em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để xem từ xa. Sau khi kết nối mạng cục bộ các bác bấm home tắt ra màn hình chính của em. Sau đó các bác quay cái trở lại cái ứng dụng Luka mà em Quang mà các bác vừa mới tải về đấy. Đây, ứng dụng Luka nó nằm ở đây. Đây, ứng dụng Luka các bác nhá. Đấy. Ứng Luka màu xanh này. Bác chạm vào giúp em. Đấy, thấy không? Cái bác chạm vào là nó vẫn chưa xuất hiện thế này đúng không? Tức là cái điện thoại đang nhớ các bác đấm bấm nút home, tức là bác thoát hết ra, thoát ứng dụng hết ra. Thoát ra giúp em nhá. Đây nè.
để em Quang thoát ra. Đó, thoát hết ra đấy. Sau đó các bác bấm quay trở lại cái ứng dụng Lookout một lần nữa giúp em. Đấy, bấm mở quay trở lại ứng dụng Lookout một lần nữa thì ngay lập tức bác sẽ xuất hiện đây. Đó, nó sẽ xuất hiện đây một cái ứng dụng nó giống như cái tên wifi các bác vừa kết nối này, F620979 này. Đó, và nó xuất hiện hai cái từ này, từ tip là từ khen, ok các bác bỏ qua khen, bỏ qua giúp em. Đấy, thì bây giờ để xem được thì cứ đơn giản thôi. Đây em Quang để ra, bấm vào đây các bác xem. Muốn xem lại thì các bác bấm vào cái hình xanh xanh này, ô xanh xanh bác chạm đây giúp em. Đấy, sau đó là xuất hiện ra có hai cái này, một trạng thái là khen và modify. Khen tức là bỏ qua, modify tức là bác đặt mật khẩu. Đặt mật khẩu để ví dụ như ai đó cầm điện thoại các bác bấm vào cái lúc cam này là tự động nó xem vào được. Thì muốn xem được thì phải nhập mật khẩu vào, đúng không? Tức là nâng cao tính bảo mật các bác nhá. Đặt mật khẩu là modify, còn khen bỏ qua. Tạm thời các bác bỏ qua cái khâu đặt mật khẩu để tí thì sẽ quay lại. Bây giờ nó đang nôn nóng để kết nối xem từ xa trước với nhau nhá. Đấy, khen bỏ qua. Đấy, bấm để xem. Đấy thì bây giờ đã xem được bao nhiêu này. Đó, bây giờ đã xem trực tiếp từ xa ở trong cái mạng cục bộ đó. Đây cái tay của em Quang này, có gì chưa? Đó, chất lượng video hình ảnh thế nào em Quang đấy, đâu chưa? Đó, em Quang cái tay của em Quang đó, lia lia thế này đó, đâu chưa? Lúc đó em Quang quay một vòng cho bác biết là như nào đó, cái chất lượng hình ảnh đẹp đẽ thế nào luôn, cực kỳ là chất luôn. Em Quang quay vào chính cái điện thoại để bác coi luôn, thấy chưa? Đó, nó quay thế nào để em Quang nó biết thôi. Đó là chất lượng video hình ảnh nào cực kỳ là đẹp luôn đấy. Ngoài cái chức năng nó có thể chức năng quay đêm đấy, chưa, cực kỳ là chất luôn. Và cái ánh đèn này nó phát sáng này, có một số bác có bảo với em là nó phát sáng thế này thì làm sao để tắt đi, lỡ mà em tối nó đặt nó phát hiện thì sao? Thì các bác phải bấm vào cái màu xanh xanh này, có bóng đèn xanh xanh, bác chạm lên giúp em để bác tắt đi nhá. Đấy thì ngay lập tức nó sẽ tắt lên rồi, chưa, nó tắt đi luôn đấy. Nó rất là kín đáo bí mật, các bác muốn bật lên đấy là nó sáng lên đấy. Tại sao mà cần bật lên để các bác biết là thiết bị nó hoạt động hay chưa các bác nhá. Đấy, khi nào các bác biết thiết bị nó hoạt động chắc chắn rồi thì các bác tắt nó đi giúp em, ok chưa? Đó là bây giờ hiện tại nó đã kết nối mới mạng cục bộ. Bây giờ mới cục bộ nhá, các bác hiện tại đang 1080p là có gì đâu, bác nâng cấp lên 4K giúp em, 4K á, tức là chất lượng video sẽ đẹp hơn rất là nhiều á. Có nhìn này, nó là 4K thấy chưa, chất lượng video các bác phải zoom vào á, zoom vào đó nhá để các bác đọc được, nó là GBS checker này, các bác nhìn chưa, zoom vào bác đọc chữ ok á, cực kỳ là chất luôn đấy chưa. Đó là hiện tại nó đang ở trong cái chất lượng là cục bộ à. Bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách xem từ xa. Để xem từ xa thì các bác bấm trở về giúp em. Đây cái hình có mũi tên là bấm trở về giúp em. Đấy, thì bây giờ là cái quan trọng là cái mà các bác đặt ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bác đi Hà Nội các bác vẫn xem được, hoặc các bác đặt ở Việt Nam mà các bác đi các cái ở nơi xa ở nước ngoài các bác vẫn xem được, thì các bác làm cái thao tác quan trọng để giúp em. Đây thì bây giờ các bác để ý ở trên đây có một cái hình bánh răng cưa này. Đấy, đây là cái giao diện home tức là chính của nó nha. Và hình máy răng cưa có gì không, cái hình máy răng cưa này đó là cái hình cái dấu hiệu của từ cài đặt đấy, các bác chạm giúp em, tức là bác vào phần cài đặt đấy bấm vào giúp em nhá. Đấy thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều mục, các bác không cần quan tâm đến cái mục đó, các bác chỉ quan tâm đến cái mục là DVC setting. Đây này, cái mục này DVC setting, đây có mục này, cái gọi 1 2 3 4 cái dòng thứ tư từ trên xuống DVC setting có gì không, các bác chạm giúp em, tức là cài đặt đấy, bác chạm giúp em đó, thì nó cũng số ra rất nhiều mục đúng không, các bác cũng không quan tâm đến cái mục khác, các bác chỉ quan tâm đến cái mục là wifi setting. Đây này, cái từ hình, cái từ wifi mà cái từ setting này, cái sóng wifi này bác chạm giúp em, ok chưa? Đó, bác bấm vào. Thì bây giờ các bác tìm lấy cái tên wifi của gia đình các bác để các bác kết nối đúng không, wifi của gia đình em mà thao à. Và cái đoạn này em Quang có một lưu ý với các bác, cái tên wifi mà các bác cần kết nối là phải lưu ý là cái tên wifi này nó không được viết cách, ví dụ như là tên, ví dụ như tên là Quang Review không được viết cách là Quang Review, bác nhớ đấy, phải viết liền với nhau là Quang Review và viết không dấu. Để em Quang viết cho bác cái này đấy. Wifi kết nối xem từ xa phải được viết liền không dấu, ví dụ như là Hoàng Quang đấy thì phải viết là Hoàng Quang viết liền với nhau, hoặc là viết Hoàng Quang viết Hoa mà viết liền với nhau đấy, không có dấu tiếng Việt thì mới kết nối được. Tức là cái tên wifi mà gia đình các bác mà kết nối thì phải có cái tên là nó viết liền không dấu, không được viết cách hoặc là viết có dấu. Đây, wifi của gia đình em Quang là thao, các bác đúng không? Thì các bác tên wifi của gia đình các bác bấm vào kết nối cho em, wifi này em Quang bấm kết nối này đấy. Sau đó em Quang nhập cái tên qua cái mật khẩu của wifi gia đình nhà em Quang vào. Mật khẩu wifi của gia đình các bác là cái gì thì các bác nhập vào giúp em nhé. Đây, mật khẩu gia đình nhà em Quang là 8 số 1, em Quang nhập vào 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bác lưu ý là nhập mật khẩu cũng cần chính xác giúp em nhá, và bác kiểm tra giúp em đây này, 2 4 6 8 đúng không ạ? Sau đó bấm ok giúp em, bấm cái từ ok này đó, thì nó xuất hiện này, nó loát ra, nó bấm cái từ ok này, bấm ok nữa đấy, thì ngay lập tức nó đang DVC online màu xanh, thì nó sẽ chuyển sang từ connecting các bác nhá. Đấy, nó sẽ chuyển từ connecting, các bác chờ một tí các bác nhìn này đó, nó sẽ chuyển sang từ connecting đây, các bác nhìn này, nó sẽ chuyển từ connecting, bác để ý giúp em nhá. Đấy, nó sẽ chuyển từ connecting, có thể chưa, nó đang connecting. Thì công việc các bác bây giờ các bác chỉ cần bấm home, bác thoát ra màn hình chính giúp em. Đấy,
Bây giờ các bác chỉ để xuống, các bác chờ cho nó 30 giây đến 1 phút, sau đó các bác quay lại thì các bác mới xem từ xa được bác nhá. Đấy. Em thì không chờ 30 giây 1 phút thì em Quang sẽ dành một số phút để em Quang review cho bác một số mới. Đây. Cái này nè, nó có hồng ngoại quay đêm. Đấy, và cái này nó sạc thông thường như bao ấy nhá. Cầm rất đầm tay, bỏ túi áo, túi quần. Các bác biết rồi, cái dòng cục sạc dự phòng này nó cực kỳ phổ thông, đi đâu cũng thế, và cái này nó cực kỳ là bí mật luôn. Đấy. Nếu các bác dán vào thì nó cực kỳ là bí mật và kín đáo luôn, các bác thấy chưa? Nó hoàn toàn như một chiếc cốc sạc. Làm sao mà các bác để ý được nó, đây là nó có camera đúng không? Nó cực kỳ là kín đáo và bí mật luôn các bác nhá. Bên đây nó cũng thế các bác nhá. Đấy. Nó đều có những cái này nó dán vào, nó giúp các bác giống như một cốc sạc thông thường luôn. Đấy. Và sạc điện thoại thì nó có hai sạc, sạc từ, sạc cảm biến từ và sạc phổ thông đây, rất đơn giản thôi. Cái đèn này có thể phát ra tắt đi được, rất cực kỳ là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, nhỏ gọn, bỏ túi áo, túi quần. Ngoài chức năng quay phim thì các bác thể bật lên để ghi âm, rất đơn giản thôi. Đấy. Và ghi âm thì cực kỳ là càng trâu các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Xong bây giờ em Quang sẽ quay trở lại các bác nhá. Đấy. Bây giờ em Quang quay trở lại cái máy, bây giờ em Quang bấm vào này. Đấy, Quang quay lại cái ứng dụng Lookcam em Quang mới tải về nhá. Đây ạ. Ứng dụng Lookcam này, bấm vào giúp em ạ. Đấy. Thì hiện tại nó vào mà nó vẫn chưa được xuất hiện có cái gì đúng không? Các bác bấm home. Đấy. Sau đó bác bấm thoát hay ra ngoài giúp em. Đấy, thôi. Thoát hay ra ngoài, sau đó bấm trở lại, bấm vào trở lại giúp em nhá. Đây bác trở lại giúp em này. Đây. Thì hiện tại đó nó từ DVC online màu xanh như thế này là kết nối là xem từ xa được. Bây giờ bác bấm chạm giúp em. Bác chạm đi giúp em nhá. Ok. Sau đó xuất hiện từ modify là đặt mật khẩu, khen là bỏ qua. À, bấm bỏ qua khen giúp em nhá. Đây. À, thì sau đó em có thể hướng dẫn đặt mật khẩu bác. Đây bây giờ các bác đã xem từ xa, có nhìn đây. Chất lượng video đã xem từ xa các bác nhá. Ok chưa? Đó. Bây giờ đã xem từ xa đây có nhìn chưa? Đó, chất lượng video hình ảnh nó cực kỳ là rõ nét luôn, thấy chưa? Xem cực kỳ là chất luôn và nó xem cực kỳ là có chất lượng là 4K các bác nhìn chưa? Đó, 4K luôn chứ không phải là dạng thường các bác nhá. Đó. Ok chưa? Đấy, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Và chất lượng nó cực kỳ là rõ nét luôn. Đấy, bây giờ em Quang sẽ biết đây. Bảo vào nó nghe âm thanh luôn. Em thanh nó bấm được cái loa, cái mic cái loa bác chạm giúp em. Alo alo. Alo 124 alo. Alo alo 124 alo. Được, ok chưa? Đó, cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy. Như thế này là nó đã xem trực tiếp từ xa điện thoại. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác có thể là xem lại những cái dữ liệu đấy. Thì bác vào phần, tức là xem lại ở dữ liệu ngay ở trên điện thoại luôn. Đây là một cái tính năng mà cái này nó làm được. Tức là thay vì các cái dòng camera khác thì các bác phải lấy cái thẻ nhớ ở trên đây. Các bác bỏ vào máy tính điện thoại, khi bác quay xong thì các bác bỏ máy tính hoặc điện thoại các bác xem lại. Thì với cái dòng camera này các bác hoàn toàn không phải làm cái điều đấy. Các bác đơn giản các bác chỉ xem lại trên điện thoại thôi. Bằng cái cách bác vào phần cài đặt của máy giúp em một lần nữa. Đây khi máy đang cửa bác chạm giúp em ạ. Đúng không ạ? Sau đó các bác vào phần DVC setting lại vào tiếp tục DVC setting giúp em nhá. Đấy. Sau đó các bác sẽ vào phần cái phần là SD card setting này, tức là cái cài đặt thẻ nhớ này, có hình logo này, cài đặt thẻ nhớ, cái hình thẻ nhớ này bác chạm giúp em ạ. Đúng không ạ? Đấy. Thì hiện tại các bác lưu ý giúp em nhá. Có một số bác ạ, thì các bác lưu ý giúp em này. Thì đây có những cái mục nó như thế này đúng không? Nó là Audi này. Audi Red tức là ghi lại này, các bác gạt thành Alarm Red này, tức là auto nữa là tự động nó sẽ ghi, nó ghi lại tất cả những cái dữ liệu. Sẽ alarm tức là có người cảnh báo qua lại hoặc có đồ vật nó di chuyển, nó tự động nó có thể ghi cái đoạn này cho bác luôn. Tức là hai cái chức năng là auto là tự động ghi. Đấy. Thứ hai là Record HD. HD là chất lượng nó rất là cao, nó làm ngốn cái thời lượng của bác chuyển sang MD giúp em nha, MD thôi. Tức là chất lượng các bác coi ok thôi. Coi thôi chứ không phải là các bác làm YouTube hoặc các bác làm đăng lên những cái môi trường online mà cần chất lượng nha. Tức là các bác muốn coi lại thôi. Đấy, chỉ cần MD là được. Nó hiện tại bấm là HD đúng không? Bác chuyển sang MD giúp em, đúng không? Sau đó cái này video đi region 5 phút một đoạn, tức là cái đoạn này video đi ra tiền đúng không bác chạm giúp em. Thì hiện tại đang đặt mật định là 5 phút, tức là một cái đoạn video nó ghi là 5 phút, tức là nó sẽ ghi là liên tục cho các bác là tầm 9 đến 10 ngày, nhưng mà cái đoạn video nó là cắt từng 5 phút một để nhằm mục đích là cho bác coi được 5 phút. Nhưng mà em khuyến khích các bác chỉ nên đặt cho nó là 1 phút thôi. Tại sao mà 5 phút? Tức là cái video nó sẽ ghi liền mạch, nhưng mà nó sẽ cắt ra từng đoạn là 1 phút, 5 phút hay 3 phút để tùy các bác. Tại sao mà em Quang cứ ghi các bác 1 phút? Bởi vì 1 phút thì nó sẽ ví dụ có đôi khi nhá, các bác đang quay nó hết pin hoặc các bác đang làm cái gì đấy thì trong đoạn 5 phút để nó sẽ không được ghi. Đấy, thay vì nó có mất thì mất 1 phút thôi hoặc mất 30 giây thôi. Các bác hiểu ý em nói không? Tức là cái một đoạn là nó 5 phút, nhưng mà trong cái trường hợp mới chưa nó đang quay tầm nó quay được 3 phút rồi. Nhưng mà cái này đặt các bác 5 phút mà trong 3 phút nó hết pin rồi thì nó không lưu thành một cái video được đúng không? Nên các bác chỉ đặt 1 phút hoặc 30 giây thôi. Đấy, nhưng mà cái video sẽ liên tục cho bác luôn. Đấy, em Quang sẽ nói khá sâu nhưng cái gì bác hiểu. Đây, nó đặt 1 phút cho bác coi nhá, đặt 1 phút đây. Bác nhìn này, nó đang 5 phút nó chuyển được 1 phút cho bác luôn. Đấy. Và các bác lưu ý giúp em là hiện tại nếu các bác này, đây là những cái thông số của thẻ nhớ này. Cái này là SBAT, tức là thẻ nhớ nó là bao nhiêu, 128GB này. Có hiểu không? Thì nó dùng hết bao nhiêu, nó còn bao nhiêu nó ghi đây. Có một số bác ở trên đây nó không hiện cái dung lượng thẻ nhớ, tức là không thì các bác cần bấm cái từ format thẻ nhớ, tức là bấm format, tức là format thẻ nhớ đấy,
để có thể nhớ nó format lại bác nhá. Đây, cái điều ở đây này, cái nhìn đây này, nó là 128GB đúng không ạ? 128GB là 125GB này. Ở chỗ đây nếu không xuất hiện cái này thì nó có xuất hiện không ấy, thì các bác cần bấm một cái từ format để nhớ giúp em, bấm vào đây, sau đó bấm từ OK là bác tự format lại cái thẻ nhớ giúp em nhá. Đấy, để cho nó có những cái ghi giúp em. Đấy là như thế các bác nhá. Đó, tại sao mà em Quang làm cái video chi tiết này, các bác chờ cho nó như thế này để format để nhớ, để nó lưu trữ lại những cái video này cho các bác. Đấy, video này làm nó sẽ lâu nhưng mà nó sẽ chi tiết và nó hướng dẫn các bác cách để sau này các bác sử dụng mượt hơn rất là nhiều các bác nhá. Và đây là một cái mà giá tiền để các bác trả cho em nó rất là đáng giá hơn. Đấy các bác hiểu không? Em bỏ ra rất nhiều thời gian để em dành riêng để tư vấn, mà nếu cái thời gian này em đi làm việc khác thì nó kiếm được rất là nhiều tiền đúng không các bác? Đây, đó. Sau khi vọt bát thì nó đã báo như thế là OK đúng không? Các bác thoát vào giúp em. Đấy. Thì bây giờ nó đã gửi được tất cả những cái thông báo. À, nó đã ghi hết, nó đã ghi một phút cho bắt đầu từ bây giờ đi nó sẽ ghi. Đây. Bây giờ em Quang bấm trở vào để bác coi này. Và muốn xem lại thì bác bấm một cái từ khút này, cái hình có cái hình cái máy quay ở giữa này. Có nhìn không? Hình máy quay ở giữa bác lớn này. Đấy. Thì hiện tại nó khút là lưu trữ trên đám mây. Là ưu trừ 50 thì các bác cần trả tiền cho nó tháng mấy đô ấy. Còn các bác không muốn lưu trữ 50 thì các bác bấm vào SD file này. SD file các bác chạm giúp em. Đấy. Thì hiện tại nó chưa có mục là đúng không? Bây giờ thì đi là cứ 1 phút nó sẽ ghi. Tí là bác quay lại nó sẽ ghi bác nhá. Đấy. Những cái gì em Quang nói đây hay là di chuyển đây bắt đầu nó sẽ ghi. Đấy. Em Quang quay đây để cho nó thấy cái tay để tí di chuyển. Đấy. Bây giờ bác quay trở lại để bác xem thôi. Đấy. Xem công việc nó xem từ xa, nó vẫn xem từ xa như thường, không cái gì đó, cực kỳ là chất luôn. Đó là nó xem từ xa và chất lượng video hình ảnh nó cực kỳ đẹp và cực kỳ là sáng luôn. Bây giờ đó, hiện tại là như thế các bác nhá. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn cho các bác cách để các bác để alarm cảnh báo. Ví dụ các bác đi ở nhà đúng không, các bác đặt ở nhà mà các bác đi ở thành phố hay đi công tác mà các bác không biết là nó có người qua lại, có đồ vật qua lại đúng không, có chó mèo hay là có người đi vào nhà, làm sao mà các biết được? Thì nó sẽ tự động nó gửi cảnh báo khi có người qua lại cho bác luôn. Thì các bác làm cái thao tác giúp em, các bác lại tiếp tục vào phần cài đặt của máy giúp em đúng không ạ? Sau đó các bác vào phần wifi setting đúng không ạ? Đấy. Sau đó các bác vào tìm được cái mục từ alarm cảnh báo, cái mục đầu tiên này, alarm combat cảnh báo này, các bác chạm giúp em. Đấy, đó. Thì hiện tại nó đang từ này modicin chết này, nó tức là cái đầu tiên này modicin detiton này, bây giờ các bác nó đang từ colosse, các bác hiểu không? Colosse các bác chạm giúp em đúng không ạ? Sau đó các bác bấm vào từ medium đây này, medium này. Đấy, medium. Đấy, bác có chạm giúp em. Đấy, bác kích hoạt cho nó. Đấy, đấy. Sau đó các bác gạt những cái thanh này qua giúp em. Đấy, cái thanh này các bác không gạt. Cái thanh này các bác đặt thời gian cảnh báo. Ví dụ như là đêm, bác đặt đêm mấy giờ thì mấy giờ, cái này em Khoang không cần khuyến khích. Các bác đặt cảnh báo cả ngày đi. Đây. Còn vì các bác cần lúc nào các bác bật đúng không? Các bác chỉ cần gạt cái này thôi. À, gạt cái thanh này qua. Đấy. Và như thế này các bác gạt tiếp qua cái này giúp em đúng không ạ? Đó, các bác hết tất cả những cái dưới này, còn cái mục này để lại. Cái mục này cứ là mục đích là để là đặt giờ, ví dụ đặt ban đêm hoặc đặt ban ngày hoặc đặt mấy giờ các bác ra ngoài thì các bác mục này. Cái mục này thì em Quang chưa rõ cho nó chi tiết lắm thì em Quang chỉ hướng dẫn chỉ các bác là em Quang chỉ kích hoạt cho các bác là cảnh báo thôi. Đây, bấm OK giúp em. Là bây giờ các bác kích hoạt cho nó là cảnh báo. Ví dụ như cái tay em qua lại này, hoặc có người qua lại thì tự động bây giờ nó sẽ gửi cảnh báo cho bác luôn. Đấy, nó gửi cảnh báo về điện thoại bác là có người qua lại và mấy giờ nó hiện lên cho bác luôn, rất đơn giản thôi. Đấy, các bác chờ một tí. Đấy, ví dụ em Quang bấm vào em Quang xem này. Đấy, là tự động nó sẽ gửi cảnh báo để cho bác biết là nó mấy giờ, là các bác dễ hoàn toàn các bác biết được là cái thời gian nào. Đấy, rất đơn giản, nó kích hoạt nhá. Đấy, để em Quang kiểm tra lại xem nó đã kích hoạt thật sự chưa. Có một số là cái nào các bác phải cần kiểm tra đi visiting này đó, sau đó vào phần config này đó, nó đang cảnh báo thế này, nó bật lên. Sau bác bật hết lên thì nó chưa được kích hoạt hay sao? Đây, em Quang cần được kích hoạt các bác nhá. Nó là chưa kích hoạt mà. Bác lưu ý là kích hoạt. Nếu mà làm chưa được thì các bác phải làm lại giúp em. Đấy, bật cho kích hoạt giúp em. OK chưa? Đó, này bấm OK giúp em. Đấy, để nó kích hoạt. Đó, nó bấm server như thế là nó kích hoạt rồi. Thì bây giờ nó mới được. Lúc vừa rồi là em Quang làm chứ. Có một em bản thân em Quang còn có những lúc sai thì đến khi các bác không phải để ý là mình xem là nó đấy, nó cảnh báo rồi. Em Quang đưa cái tay nó tự động cảnh báo. Và bây giờ là mấy giờ này? Sao? 19:46 đấy. Em Quang lại lia cái tay rồi nó bắt đầu tí rồi cảnh báo luôn. Tức tự động nó sẽ có người qua lại, nó sẽ gửi cảnh báo về cho các bác luôn, rất đơn giản thôi. Đấy, nó báo cho các bác là mấy giờ là nó cảnh báo và nó sẽ ghi ở đây. Đây, bác vào từ reset này, bấm từ reset này là cái thời gian cảnh báo này. Đó. Thì nó báo đây đó. Bây giờ lúc 19:44 này, ngày 10 tháng 5 này, 19:46 bây giờ có cái bàn tay có ông qua lại này, là tự động nó sẽ gửi cảnh báo cho bác luôn, rất đơn giản thôi. Và các bác thể dễ dàng xem lại ở cái lúc cảnh báo đấy. Đấy, nó lại gửi cảnh báo cho bác, thấy chưa? Nó là cái cảnh báo đạt kích hoạt đúng không ạ? Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy. Và các bác có thể xem lại cái thời gian cảnh báo bằng các bác vào cái hình có cái máy quay này, bác chạm giúp em hình máy quay này nhá. Đấy. Thì bác coi cái file này giúp em là nó tự động nó sẽ ghi đấy, tí nó sẽ ghi cảnh báo cho bác luôn. Đấy. Bây giờ em Quang tạm thời thì chưa ghi lại đấy. Đấy, bây giờ chỉ xem từ xa thôi. Đấy, OK chưa? Đó là xem từ xa thôi. Chứ còn hiện tại là tí nữa thì nó mới lưu trữ lại cho bác luôn, rất đơn giản thôi. Đấy, cực kỳ là tiện ích các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác đặt mật khẩu.
đấy, nó lại gửi cảnh báo, có cái hình đó là gửi cảnh báo nhá. Thì bây giờ em Quang sẽ bấm vào hình cả bác này. Bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để các bác đặt mật khẩu, bấm hình mình đặt mật khẩu này, mình mới răng này. Sau đó các bác vào phần DV setting giúp em đấy. Sau đó là các bác vào từ modify DV password này, đặt mật khẩu đây, bác nhấn nhá, đây modify này, bác chọn giúp em đấy. Sau đó các bác nhập cái mật khẩu, và mật khẩu mặc định của này nó là 123456, 123456 đúng không ạ? Sau đó các bác nhập mật khẩu mới giúp em vào đấy. Mật khẩu mới của nó là ví dụ là Quang review đi, đúng không ạ? Quang review này đấy. Đấy, Quang review ví dụ thế, bấm Quang review, các bác nhập mật khẩu mới giúp em nhé, Quang review này đấy. Sau đó dưới đây là Quang review giúp em ạ, đúng không ạ? Hai cái giống nhau đúng không ạ? Quang review tiếp đúng không ạ? Đấy, Quang review, ok đó, bác bấm vào Quang review giúp em nhé. Đấy, Quang review, ok chưa? Thì em Quang, em Quang mặc định là mặc đúng rồi, Quang review này viết sai rồi đấy. Đấy, Quang review, ok chưa? Đó, bác nhập hai cái giống nhau, sau đó bấm ok giúp em. Em Quang thì không nhập, bởi vì em nhập lỡ mà em quên thì các bác về không biết mò như thế nào, đúng không ạ? Em Quang bỏ qua, các bác chỉ nói đó là như thế các bác nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, còn cái này, cái đèn led này, đèn led thì các bác có thể tắt đi, hoặc là cái đèn led chính ở đây luôn, đúng không ạ? Đấy, rất đơn giản và cực kỳ thực tế thôi. Thì bây giờ em Quang sẽ nói cho các bác cách để quay đêm, đúng không ạ? Quay đêm này, hiện tại nó là quay đêm. Đấy, em Quang lại chạm tay. Hiện tại cái chất lượng video này nó đang quay ngày, đúng không ạ? Nó quay ngày với chất lượng các bác quay đêm ạ. Quay đêm thì các bác chạm vào đây này, cái hình có cái mắt này quay đêm, tức là quay đêm được với màu sắc trắng đen các bác nhá. Đấy, hiện tại nó quay đêm đúng không ạ? Đây, bác nhìn ra, nó quay đêm đúng không ạ? Nó quay đêm vô cùng rõ nét luôn các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm, đây là một cái thứ. Và quay đêm này nó không phát sáng, các bác có một số hỏi phát sáng này, không phát sáng các bác nhá. Quay đêm này hoàn toàn không phát sáng. Tức là nó sẽ quay đêm vô cùng rõ nét. Và cái video em Quang test thực hành khi ban đêm này thì em Quang đã làm video cụ thể rồi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, em Quang lại động cái tay nó lại cảnh báo các nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bây giờ em Quang tắt đi, tắt cái chế độ quay đêm đi nhá. Cái video quay đêm này em Quang test rồi, rất nhiều bác yêu thích về cái video này, các bác hoàn toàn yên tâm. Quang bấm này để quay ngày bình thường để cho chất lượng đẹp. Ok chưa? Bây giờ Quang thời gian em Quang chờ là chủ yếu là chờ để xem là nó là ghi lại cái dữ liệu cho các bác chưa. Đấy, bấm vào đây. Đó. Để xem đây, nó là ghi lại cái dữ liệu bác nhìn chưa? Đó. Cái video này đã ghi lại cái dữ liệu đây cho bác, là bấm play này để bác xem lại cái dữ liệu bác nhìn chưa? Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Nó đã ghi lại cái dữ liệu. Đấy, và nó cảnh báo, động tí là nó cảnh báo, có người qua lại nó cảnh báo, em Quang động. Thấy chưa? Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đấy, bác bấm trở lại bác xem. Đấy, bác xem cái khác giúp em nhá. Tức là nó sẽ ghi liên tục cho bác luôn. Và nó ghi luôn trọn là mười mấy ngày luôn, tức là nếu mà thẻ nhớ mình thẻ nhớ 120 giá ghi nó từ 10 ngày, 9 đến 10 ngày luôn. Bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là hay luôn, bây giờ đó, thằng nó ghi lại và tất cả đây ví dụ là bây giờ nó đang quay thôi, cực kỳ là chắc luôn, thấy chưa? Đó, nó ghi lại và đây là những cái video luôn, và các bác này, bây giờ đang chạy như này, bây giờ đang chạy những cái video này, đó, cực kỳ là chắc. Các bác muốn về bác xem này, các bác muốn tải download thì bác download về máy, bác bấm vào download này, bấm từ đây download này, là tự động nó tải về máy, có nhìn đâu, nó đang tải này, tức là nó tải cái video này về máy cho các bác, thay vì các bác phải lấy ở trên, ở các cái dòng khác các bác phải lấy cái thẻ nhớ trong đây ra, đúng không? Rất là bất tiện nên nó đang tải về cho bác, nó đang download này, nó đang lót lại tải về này. Đấy. Cực kỳ là hay và cực kỳ là chất. Đây là một cái dòng camera mà nó số ít có thể làm được các bác nhá. Và em Quang lưu ý có một số bác này bảo em ơi, cùng những cái sản phẩm đấy anh mua xong thấy rẻ, anh chạy cho khác mua để không dùng được, sao lại không có những cái tính năng mà em nói? Em có thể làm rẻ hơn với một cái cách là em Quang sẽ bớt cái số lượng, bớt cái những cái tính năng lại cho bác, tức là nó phải muốn coi lại phải lấy thẻ nhớ ra, đúng không? Rất là nhiều cái thứ mà không ai nói cho bác, và em Quang dành thời gian nghiên cứu rất là nhiều và nó tải về cho bác luôn. Đấy, tải về máy cho bác cực kỳ là hay ho luôn. Không biết là nó tải về cho máy rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua là máy em có những cái hình ảnh của gia đình nên là em không muốn sâu lên đây các bác ạ. Còn kinh doanh buôn bán thì em nói với bác nghe là theo thương trường mà bác phải hiểu giúp em tí, đúng không? Đấy, ví dụ như em Quang tải về nó cái ảnh nó nằm ở đâu. Cứ mặc định em Quang đã tải về nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đấy, chứ bây giờ mà em Quang đã tìm vào nó thì nó không ở đây. Nó như nó nằm ở cái này, đúng rồi. Thôi rồi, cứ cho là tải về đấy các bác nhá. Đó là em Quang nói cho bác nó là tải về nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thì bây giờ em Quang sẽ quay lại cái mục này em Quang xem cho bác coi này. Đây. Đấy. Cái mục đây, Quang xem từ xa, nó là xem từ xa hoàn toàn cực kỳ là chất luôn. Đó, xem trực tiếp từ xa cái điện thoại. Đó là một cái tính năng mà cực kỳ là cái số ít có thể làm được các bác nhá. Đấy. Và kênh YouTube của em Quang đây, vào kênh YouTube của em Quang để các bác coi. À, các bác có thể tham khảo hơn nhiều hơn nữa bằng cách vào của anh Quang đây. Đấy. Sau đó các bác có thể xem nhiều cái video hay ho nữa. Thấy chưa? Cực kỳ là chất, rất là nhiều video trong kênh YouTube của em Quang các bác nhá. Đấy. Các bác có thể ghé kênh, và kênh của em Quang có uy tín hay không thì nó với gần 50.000 người đăng ký kênh. 50.000 người đăng ký kênh.
Một số bác có bảo ông giống như nói sóc nói láo hay là đại khái lừa đảo nào mà cái số lượng người đăng ký, lừa đảo nào mà có nhiều cái video thế này các bác. Đó, em lừa đảo mà làm một cái video để em chuồn đi chứ mắc mớ thì phải làm cái video là uy tín hay không các bác nhá. Đó là cái thương hiệu. Còn em ở nhà bán tất nhiên em phải nhớ cái sản phẩm tốt về em cung cấp cho các bác, rồi các bác còn ủng hộ những cái sản phẩm khác nữa đúng không các bác? Đúng không? Đây, bên em có rất nhiều sản phẩm em quay cho bác coi, em quay thông qua cho bác coi từ cái camera này cho bác coi là nó như thế nào đúng không ạ? Các bác có nhu cầu về những cái sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ với em qua. Đây, em qua quay cái đây bác nhìn chưa? Đó, rất là nhiều hàng hóa để cho bác thấy tham khảo đấy. Đó, ok các bác nhá. Đấy. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm này xin vui lòng liên hệ với em Quang qua số điện thoại bên dưới 0982519135, số thứ hai là 0377403526, hoặc truy cập ngay vào đường link bên dưới website là mua24h.com. Sản phẩm thì bên shop em Quang sẽ giao hàng về tận nơi, nhận hàng tất nhiên các bác được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đồng thời trong cái quá trình các bác sử dụng thì em Quang sẽ dành thời gian hỗ trợ cho các bác, nếu các bác khó khăn khúc mắc nào thì đều em Quang đều trả lời các bác nhá. Đấy, sản phẩm được giao về các bác nhá. Đấy. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ kênh YouTube của Quang Review. Kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại các video lần sau. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh Chúc Quang. Hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.